vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy lịch sử, truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc vẫn luôn được các thế hệ gìn giữ và phát huy. Điều đó phần nào được thể hiện qua các hoạt động thiện nguyện, mang niềm vui, sự sẻ chia ấm áp đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình neo đơn, là nguồn động viên, cổ vũ rất lớn dành cho những chiếc lá chưa lành để mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện chắp cánh ước mơ, Huyền Đài Thanh Hóa đã trao tặng học bổng trị giá 50 triệu đồng cho hai em nhỏ mồ côi trên địa bàn phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa. Cha mẹ mất sớm do mắc bệnh hiểm nghèo. Hai em Trần Quang Anh, 7 tuổi và Trần Phương Nga, 5 tuổi, hiện đang sống cùng ông bà tại phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa. Sau thời gian chữa bệnh cho bố mẹ hai em, kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ. Nguồn thu nhập và chi tiêu chủ yếu dựa vào những đồng lương hưu và trợ cấp của ông bà. Nhằm san sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống của gia đình, cũng như hỗ trợ kinh phí để hai em tiếp tục được đến trường, Huyền Đài Thanh Hóa đã dành tặng hai em suất học bổng trị giá 50 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ kịp thời và ý nghĩa của Huyền Đài Thanh Hóa đối với gia đình hai em nhỏ Quang Anh, Phương Nga trong dịp đầu xuân. Hưởng ứng chương trình thiện nguyện của tập đoàn ô tô Hyundai Thành Công, thì Hyundai Thanh Hóa chúng tôi xây dựng các chương trình thiện nguyện hàng năm để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, những gia đình gặp những hoàn cảnh khó khăn, cho các em được ước mơ đến trường. Chắp cánh ước mơ là dự án thiện nguyện do công ty Hyundai Thanh Hóa tổ chức thực hiện, hướng đến đối tượng là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ. Có hàng chục em nhỏ trên địa bàn tỉnh đã được Hyundai Thanh Hóa hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, làm vơi bớt những thiệt thòi để tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Cùng với sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm và sự kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ các huyện, gia đình bà Trần Thị Tấm, một người con của quê hương Quan Họ, đã dành nhiều tình cảm cho mảnh đất xứ Thanh. Năm nay, gia đình bà Tấm cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức một chuyến đi mang những yêu thương về với huyện Cẩm Thủy. Món quà tuy nhỏ nhưng trên gương mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui vì biết rằng Tết này gia đình đã ấm áp hơn, những bữa ăn cũng được cải thiện để có một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Trong chuyến đi lần này, đoàn đã ghé thăm gia đình em Trần Thị Thủy Linh ở tổ dân phố Tân An, thị trấn Phong Sơn. Trong gian nhà nhỏ, hầu như chẳng có vật dụng gì đáng giá. Đôi bàn tay của Linh thoăn thoắt đan những chiếc mi giả để kịp hoàn thành tiến độ sản phẩm gửi về cho công xưởng. Một ngày làm chăm chỉ cũng chỉ được 40.000 đồng. Vì thế mà mùa xuân với em dường như còn ở rất xa. Em thì mong là mẹ em trả hết nợ cho mẹ em về thôi, chứ còn mong gì hơn. Trong một căn nhà nhỏ khác, cô bé Như Quỳnh đang giúp bà dọn dẹp cửa hàng ăn sáng. Hầu hết những vị khách thường xuyên vào quán chỉ vì thấy thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình bà. Bố mất sớm, mẹ làm giáo viên mầm non ở xa ít khi về. Không lâu trước đây lại mắc thêm căn bệnh u não. Khó càng thêm cực, vì thế mọi sự chăm sóc, chi phí sinh hoạt đều dựa vào ông bà ngoại với quán hàng buổi sáng. Sau những giờ học trên lớp, Quỳnh luôn cố gắng giúp đỡ ông bà công việc nhà. Ngoài ra em còn đi làm gia sư cho các em nhỏ. Quỳnh chỉ có một ước mơ giản dị, đó là việc học hành không bị dở dang. Qua năm mới, em muốn được đậu đại học vào ngôi trường mà mình yêu thích và thành công với con đường mà mình đã chọn ạ. Quan Hóa là địa bàn luôn phải đối mặt với tình trạng sạt lở, lũ quét. Trong mùa mưa bão năm trước, ngành giáo dục huyện Quan Hóa đã chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, nhiều trường bị sập hư hỏng nặng. Với mong muốn được sẻ chia yêu thương và động viên các em nhỏ nhân dịp năm học mới, đoàn thiện nguyện của Vân Cong Makeup Academy đã trao tặng nhiều suất quà cho các em học sinh tại điểm trường tiểu học xã Thành Sơn.
những phần quà nhỏ nhưng thấm đượm bao yêu thương, chia sẻ, đùm bọc dành cho các bạn học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn. Bước vào năm học mới, đơn vị trường chúng tôi rất vinh dự được đón đoàn thiện nguyện của thành phố Thanh Hóa lên tổ chức trung thu sớm cho trường, cho học sinh vùng sâu vùng xa, nhất là điểm trường Bản Pu cách điểm trường chính hơn 10 km mà được các anh chị tổ chức rất chú đáo, rất cẩn thận. Quý vị và các bạn thân mến, những hoạt động từ thiện không chỉ lan tỏa trong cộng đồng, các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân mà còn được các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, những mầm non tương lai của đất nước nhiệt tình hưởng ứng. Vita Lita, sức sống là dự án tình nguyện phi lợi nhuận được thành lập lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2020 bởi một nhóm học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Với sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ các em nhỏ trong quá trình thực hiện ước mơ. Ở mỗi điểm dừng chân, chuyến tàu Vita Lita đã mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau, lan tỏa tình yêu thương, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ, cùng niềm hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp, đủ đầy hơn. Một trong những hoạt động nổi bật là giải chạy gây quỹ từ thiện mang tên Happy Running 2023. Với quy mô tổ chức lớn, thu hút đông đảo vận động viên ở mọi lứa tuổi tham gia, sự kiện này đã quyên góp được số tiền hơn 47 triệu đồng nhằm giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quan Hóa bước vào năm học mới. Tiếp nối thành công từ sự kiện Happy Running 2023, hoạt động Back to School diễn ra ngay sau đó đã mang đến niềm vui, nụ cười cho các em nhỏ tại huyện Quan Hóa. Dự án Vita Lita đã trao gạo, thực phẩm cho 89 hộ gia đình, tặng đồ dùng học tập thiết yếu cho 56 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân. Tổng giá trị các phần quà gần 30 triệu đồng. Số tiền được quyên góp từ các nhà tài trợ và nhiều hoạt động gây quỹ từ thiện trước đó do dự án Vita Lita tổ chức. Với các bạn học sinh câu lạc bộ Green Human D2T DGE, trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, những chuyến đi thiện nguyện chia sẻ yêu thương đã giúp các em có cơ hội thêm hiểu, thêm yêu con người và mỗi vùng đất được đặt chân tới. Đây là năm đầu tiên các em được đích thân mang hơn 100 món quà là những cặp sách mới, sữa hộp, bánh kẹo, quần áo ấm và những chiếc chăn bông tới cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Như Xuân. Mong rằng những món quà ấy sẽ giúp các em nhỏ nơi đây được sưởi ấm khi gió lạnh về. Đây là những món quà nhỏ nhưng thực sự mang lại ý nghĩa rất lớn dành cho cộng đồng và xã hội, và đặc biệt là xã Tân Bình. Trong tương lai thì bọn em mong muốn sẽ có thêm được cơ hội để trở về xã Tân Bình, cũng như sẽ có thêm được nhiều dự án thiện nguyện ở tất cả mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc để có thể lan tỏa tình yêu thương đến tất cả mọi người. Nhen lên nụ cười, sẻ chia vòng tay ấm áp yêu thương sẽ giúp các em có thêm nghị lực tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành người có ích. Có lẽ ai cũng đều ước mong nối dài thêm những mùa yêu thương như thế để học sinh vùng cao bớt đi những nhọc nhằn và những ước mơ được chắp cánh bay cao.